Đào sáu trần đều từ tám thức này biến hiện. Bởi thế nên các pháp đều hư dối, duy tâm tạo ra, nếu rời tám thức thì các cảnh giới đều không còn. Chánh văn. Nghĩa này thế nào, do tất cả pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh mà sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt tức là phân biệt trong tự tâm. Nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên không thể thấy được nó. Phải biết, tất cả cảnh giới ở thế gian đều do vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được tồn tại, nên tất cả các pháp đều không có thực thể, mà chỉ vọng tâm huyển hiện, như bóng trong gương. Nếu vọng tâm sanh khởi, thì các pháp đều sanh khởi, vọng tâm diệt thì các pháp đều diệt, tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc chủng chủng pháp diệt. Lược giải Tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh sanh ra, nên chúng sờ nờ hờ phân biệt các pháp, tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng nghiêm chép tự tâm thủ tự tâm, phi huyển thành huyển pháp, tự tâm chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng sanh, tâm không phải huyển mà trở lại thành pháp hư huyển. Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tồn tại, như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh thì các pháp diệt. Trong khế kinh chép, tâm sanh tác chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tác chủng chủng pháp diệt là vậy. Tổ Quy Sơn nói, nhất tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức. Bởi thế nên đoạn trước nói, người quán vô niệm, không vọng niệm thì hướng về trí Phật. Đoạn này đã nói về ý tương tục rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý thức. E, nói về ý thức. Chánh văn. Trên đã nói về ý rồi, tiếp theo đây nói về ý thức. Ý thức tức là thức tương tục. Bởi chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi ngã và ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp leo truyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, gọi đó là ý thức, thức thứ sáu. Cũng gọi đó là phân ly thức, hay gọi phân biệt sự thức. Thức này nương nơi kiến, kiến hoặc và ái, tư hoặc, phiền não mà được nuôi lớn. Lược giải Đoạn này nói về ý thức. So với năm món ý nói trên, thì ý thức này thuộc về món thứ năm là tương tục thức, trong lục thô nó thuộc về thô thứ hai là tương tục tướng, trong tám thức nó thuộc về thức thứ sáu. Bởi thức này, niệm niệm tương tục, chấp ngã và ngã sở, leo truyền theo các trần cảnh, phân biệt các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi là thức tương tục. Bởi thức này phân biệt năm trần cảnh, sắc, thinh, hương, vị và xúc, mỗi cảnh riêng nhau, nên gọi là phân ly thức. Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật, nên cũng gọi là phân biệt sự thức. Lại nữa, thức này nhờ hai món phiền não là kiến và ái mà được nuôi lớn. Kiến tức là kiến hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. Ái tức là tư hoặc, thuộc về cu sanh hoặc. Do hai món phiền não này, nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh quẩn trong sanh tử luân hồi. Trong môn sanh diệt có hai phần, trên đã nói về phần thuận dòng vô minh, lưu chuyển, sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm, sau đây sẽ nói, chính nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ sự trở lại thanh tịnh, hoàn tịnh, tùy theo trình độ của người, hoặc mau hay chậm không đồng. Cảnh giới này Duy Phật mới biết được rốt ráo. Chánh văn Do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này, chúng phàm phu không thể biết được, dù cho hàng nhị thừa dùng trí huệ quán sát cũng không thể biết được, các vị Bồ Tát từ sơ tính cho đến tam hiền, trụ hạnh, hướng, phát tâm quán sát, chỉ biết được chút ít, bực thập địa Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát, cũng chỉ biết được từng phần, cho đến đẳng giác bồ tát cũng không thể biết hết duy có phật mới biết được rốt ráo tại sao vậy vì tâm này từ hồi nào đến giờ tánh nó vẫn thanh tịnh không có vô minh song bị vô minh nam nhiễm ô bất biến tùy duyên vì thế nên rất khó biết bởi thế nên chỉ có phật mới có thể biết được cảnh giới này tóm lại chân tam tâm tánh vì thướng không vọng niệm nên gọi là bất biến chân như song chúng sanh vì không ngộ nhập được chân tâm nhất pháp giới này lại sanh vọng niệm nên gọi là vô minh. Lược giải Người đang chim bao không bao giờ biết được chim bao, phải thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chim bao, chúng sanh đang ở trong vòng vô minh vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức, bao giờ giác ngộ hoàn toàn, mới biết được trốt tráo cảnh giới của vô minh vọng thức. Do vô minh huân tập vào chân như, nên chân vọng hòa hiệp biến thành thức A lại gia. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến, nên không bao giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng nhị thừa tuy dùng trí huệ quán sát, phá được ngã chấp, nhưng mây pháp chấp hãy còn dày bịt và che lối chân tâm, nên cũng không thể thấy được cảnh giới ấy. Các bậc Bồ Tát ở vị Tam Hiền mới phá được đôi phần phân biệt pháp chấp, nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bậc Thập Địa Bồ Tát, hãy phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được một phần của cảnh giới này, và cứ tuần tự như thế, cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh, thì chứng 10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. Thập địa Bồ Tát, do phá vô minh, chứng được pháp thân, nên gọi là pháp thân Bồ Tát. Bực đẳng giác Bồ Tát, vì còn vi tế vô minh, nên đối với cảnh giới này, biết cũng chưa tường tận. Đến quả vị Phật, do phá vô minh đã sạch hết, nên mới hoàn toàn biết được cảnh giới này, cũng như người đã hoàn toàn thức tỉnh, mới biết được trốt tráo cảnh mê mộng trên đã nói nhân duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ lượt nói đến địa vị nào, mới đoạn được hoặc gì để trở lại bản tâm thanh tịnh.